Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 15 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Hôm nay, Bộ Xây dựng ký quyết định công nhận đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chí đô thị loại 4. Cả hệ thống chính trị Lào Cai và các ngành kinh tế doanh nghiệp dồn lực quyết tâm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 7%. Triển khai được cao điểm kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, săn bắn, bẫy chim hoang dã, chim di cư. Tin thế giới, khai mạc khóa họp lần thứ 140 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 10, đúng ngày kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng, 15 tháng 10 1948, 15 tháng 10 2024, Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 938 về việc công nhận đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chí đô thị loại 4. Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa to lớn, tạo nên niềm tự hào, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng trong ngày kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ huyện. Việc đô thị Phố Lu đạt tiêu chí đô thị loại 4 là dấu mốc lịch sử quan trọng, là động lực quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng phấn đấu hướng tới mục tiêu tiếp theo, đó là hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng huyện Bảo Thắng thành thị xã trước năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, quản lý phát triển vùng nuôi trồng và chế biến dược liệu theo quy mô công nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm được tỉnh Lào Cai đặt ra tại chương trình hành động thực hiện kết luận số 86 của Ban Bí thư về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, diện tích cây dược liệu ước đạt 5.000 hecta, sản lượng khoảng 27.000 tấn tươi trên năm. Phát triển mạng lưới cơ sở chế biến với tổng công suất thiết kế khoảng 25.000 tấn trên năm, trong đó sản lượng dược liệu được chế biến sâu khoảng 85%, còn lại là thu gom, sơ chế, sấy khô và bán khô. Phát triển ngành công nghiệp dược liệu gắn với nghiên cứu khoa học, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến, chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng dược liệu, sản xuất và tiêu dùng thuốc y học cổ truyền, tăng cường phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong quản lý dược liệu, kiểm soát chất lượng, thu hút và phát triển các nhà máy sản xuất dược liệu, sản xuất thuốc để nâng cao giá trị. Thưa quý vị và các bạn, đến hết quý 3, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai đạt 7,7%, dự kiến sẽ cán đích 8,5% năm 2024. Tuy nhiên, thiệt hại do mưa lũ đã tác động rất lớn đến nhiều ngành kinh tế trụ cột của tỉnh. Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh vẫn quyết tâm ở mức cao nhất, phấn đấu tốc độ tăng trưởng trong năm nay đạt trên 7%. Để đạt mục tiêu này, từng ngành kinh tế nói riêng, cả hệ thống chính trị nói chung đang dồn toàn lực để quyết tâm thực hiện. Quyết tâm tạo động lực phục hồi kinh tế, chưa đầy 10 ngày sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu cơn bão số 3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động đợt thi đua Lào Cai chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3 nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ, giúp đỡ các gia đình, người dân bị nạn, bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Tích cực hỗ trợ thực hiện các biện pháp khôi phục hoạt động bình thường của đời sống xã hội và sản xuất kinh doanh. Ở lĩnh vực thủy điện với 26 nhà máy chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, hơn một tháng qua các doanh nghiệp đã khẩn trương sửa chữa hạ tầng, thay thế thiết bị, máy móc hư hỏng, sớm đi vào vận hành trở lại, từ đó đóng góp vào ngân sách nhà nước. Như Thủy điện Mường Hum, nhà máy hiện đã duy trì 90% công suất. Với cái tinh thần khẩn trương, mà là khắc phục để hạn chế cái thiệt hại lớn nhất cho doanh nghiệp, thì chúng tôi đã tập trung toàn bộ lực lượng để như vậy là khôi phục được cái nhà máy Thủy điện Mường Hum, khắc phục tất cả các cái điểm sạt lở rồi là ngập lụt trong nhà máy. Chủ đầu tư cũng rất là tích cực, đã mời các cái đơn vị bảo hiểm, ngân hàng để xuống đánh giá thiệt hại và thống kê xem là những cái thiệt hại ở mức bao nhiêu để thực hiện cái công tác về bồi thường, hỗ trợ và tiếp tục cho vay vốn để khắc phục sớm cái đưa cái dự án trở lại hoạt động bình thường. Bên cạnh phát huy nội lực, tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ của Trung ương, các bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở khắp mọi miền đất nước.
Thông qua các nguồn lực, tỉnh đang phân bổ 471 tỷ đồng để tái thiết sau thiên tai và phục hồi kinh tế. Phương châm là không điều chỉnh giảm các mục tiêu mà phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt từ 7% trở lên trong năm nay. Lĩnh vực nông nghiệp thì phải tập trung coi thế phát triển nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp thì tháo gỡ những cái khó khăn, những cái rào cản để coi thế cho các cái nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh để đi vào coi sản xuất thì lúc đó có mới thực hiện cái nghĩa vụ nộp thuế, tạo ra những cái luồng thông thoáng hoạt động xuất nhập khẩu bình thường, hoạt động du lịch, khắc phục tất cả những cái việc mà vừa rồi nó hư hỏng, vừa rồi coi thế nó ảnh hưởng của bão để coi thế chúng ta tiếp tục coi thế đón khách. Theo dự báo, nếu kinh tế quý 4 tăng trưởng 6%, thì cả năm 2024, tốc độ tăng trưởng của Lào Cai sẽ đạt trên 7%. Cùng với sớm khôi phục sản xuất kinh doanh cho từng lĩnh vực, tăng nguồn thu ngân sách, tỉnh cũng tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu hết năm đạt 95% trở lên. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Lào Cai sẽ sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi mới nhận được. Sáng nay 15 tháng 10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng cùng gần 200 điển hình tiên tiến đại diện cho 24.357 hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh. Năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu đã lan tỏa rộng khắp trong toàn hội. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới trên 3.000 hội viên, tăng 644 hội viên so với năm 2019, nâng tổng số hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh lên 24.357 hội viên, 935 gia trại, 190 trang trại và 30 hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ. Xây dựng được trên 1.000 mô hình phát triển kinh tế lớn nhỏ, giúp tạo việc làm cho trên 5.000 hội viên và người dân. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong hội chỉ còn 6,45%. Các cấp hội cũng ủng hộ nhiều của cải vật chất cho công tác an sinh xã hội. Tính đến tháng 9 năm 2024, đã hỗ trợ giúp đỡ hội viên nghèo xóa được 150 nhà tạm dột nát, giá trị trên 4 tỷ đồng. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận về 5 chủ đề, bao gồm xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ, phong trào thi đua kết hợp chặt chẽ với các phong trào các cuộc vận động của trung ương và địa phương. Nội dung tiếp theo của đại hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 15 tháng 10, giá vàng thế giới sụt giảm. Tuy nhiên, trong nước, giá vàng nhẫn và vàng SJC vẫn ở mức cao. Sáng nay, vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 85 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 83 triệu đồng một lượng. So với đầu phiên giao dịch trước, giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng ở ngưỡng 2 triệu đồng một lượng. Cùng với đó, giá vàng nhẫn tròn 4 con 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 82,95 đến 83,85 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng một lượng cả hai chiều so với đầu phiên giao dịch trước. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Lào Cai, giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 81,80 đến 83 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Nhiều phiên gần đây, giá vàng nhẫn thường biến động cùng chiều với thị trường thế giới. Nhà đầu tư có thể tham khảo thị trường thế giới cùng nhận định của chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Các vùng trồng chuối hàng hóa của tỉnh Lào Cai đang dần phục hồi. Sản lượng thu hoạch năm 2024 dự kiến khoảng 42.500 tấn. Từ đầu năm đến giữa tháng 9, do thời tiết tương đối thuận lợi, nên tại các vùng trồng, cây chuối hàng hóa sinh trưởng và phát triển khá tốt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến một số diện tích cây chuối bị thiệt hại, khiến sản lượng bị sụt giảm. Dự ước cả năm đạt khoảng 42.500 tấn. Từ đầu vụ đến nay, toàn tỉnh thu hoạch được gần 24.000 tấn quả chuối xanh. Hiện giá thu mua quả chuối xanh xuất bán sang thị trường Trung Quốc khá cao,
bình quân 10.000 đồng 1 kg. Lũy kế đến nay, người dân toàn tỉnh đã thu được trên 103 tỷ đồng từ cây chuối hàng hóa. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, săn bắn, bẫy bắt chim. 9 cá thể chim gói vừa được thả về với tự nhiên tại đồi Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Đây là tang vật trong một vụ vi phạm pháp luật săn bắt chim hoang dã, chim di cư trái phép ngày 3 tháng 10 năm 2024, xảy ra tại tổ 3 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Đối tượng đã dùng bẫy giả làm chim mồi và lưới để đánh bắt. Từ đầu tháng 10 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm, trong đó lập biên bản tháo dỡ 3 điểm bẫy bắt chim với trên 350 mét lưới. Đơn vị đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành xác định, kiểm tra những địa điểm thường xảy ra vi phạm săn bắn, bẫy bắt, tàng trữ, mua bán, vận chuyển các loài chim hoang dã di cư trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Thưa quý vị, với việc xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội, đáp ứng nhu cầu lao động của tỉnh, hơn 80% học sinh sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai sau khi tốt nghiệp có việc làm. Kết quả này khẳng định thành công của nhà trường trong nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng gắn với đào tạo, với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Sau 3 năm học tập, tháng 8 vừa qua, Nguyễn Thị Kim Hồng tốt nghiệp trường Cao đẳng Lào Cai với tấm bằng loại giỏi. Theo Hồng, kiến thức được học khá sát với thực tế, nhất là chương trình thực hành, thực tập giúp nâng cao kỹ năng cho bản thân. Do vậy, bạn trẻ này tự tin sẽ xin được việc làm phù hợp. Ngoài ra, việc học tập thì em còn được đi thực hành. Và em nghĩ rằng trong thời gian thực hành đó thì đủ để em có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Em tự tin rằng là sau khi ra trường thì em có thể là xin được cho mình một vị trí việc làm ổn định. Giai đoạn 2019-2023, với hơn 334 tỷ đồng ngân sách được cấp, nhà trường đã đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học. Với sự quan tâm đầu tư này, sinh viên có điều kiện để thực hành, nâng cao kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài tỉnh. Cái kiến thức mà các bạn học tại trường khi mà xuống doanh nghiệp thì các bạn áp dụng. Trong những năm tiếp theo thì công ty chúng tôi vẫn mong muốn là được hợp tác với phía nhà trường để làm sao mà giải quyết được cái việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Mục tiêu đến năm 2025, trường Cao đẳng Lào Cai đào tạo 24 nghề trình độ cao đẳng, 27 nghề trung cấp và các nghề sơ cấp theo nhu cầu xã hội. Đặc biệt có 7 nghề trọng điểm ở 3 cấp độ: quốc tế, ASEAN và quốc gia. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục tăng tỷ trọng của các ngành dịch vụ, công nghiệp. Bám sát định hướng này, nhà trường đã xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp. Thì trường Cao đẳng Lào Cai đã có kế hoạch mở đào tạo mới các ngành như logistics, thương mại điện tử, cơ điện tử và tự động hóa, vân vân. Đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao cái chất lượng đào tạo của các ngành hiện có, nhất là các cái ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ và kỹ thuật. Trên 80% học sinh sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có việc làm là kết quả của việc gắn công tác đào tạo nghề với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy thành quả đạt được, trường Cao đẳng Lào Cai đang tiếp tục đầu tư, phấn đấu trở thành trường chất lượng cao vào năm 2025 theo lộ trình. Tiếp theo chương trình, cảnh báo trào lưu bắt pen đang được lan truyền trên TikTok cực kỳ nguy hiểm. Triển lãm ô tô lớn nhất châu Âu đã khai mạc tại thủ đô Paris của Pháp. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cảnh báo trào lưu bắt pen đang được lan truyền trên TikTok cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến người chơi bị chóng mặt, ngất xỉu, tổn thương não, thậm chí ngưng tim và tử vong. Nguyên nhân sâu xa của trào lưu bắt pen là nhiều người, đặc biệt là giới trẻ muốn thử nghiệm cảm giác mạnh mẽ và khác biệt. Khi chơi bắt pen, nếu ấn vào hai động mạch cảnh vài giây sẽ không gây nguy hiểm, nhưng nếu ấn lâu hơn thì có thể gây ra tình trạng thiếu máu trầm trọng. Với người bị bắt pen, khi máu không được cung cấp đủ cho não, người chơi có thể bị chóng mặt, ngất xỉu hoặc thậm chí là tổn thương não. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cũng cảnh báo, khi hưởng ứng các trào lưu trên mạng xã hội, người dùng cần hết sức tỉnh táo, tìm hiểu kỹ tác hại và đặt sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội lên trên hết. 9 tháng năm 2024, nhập khẩu dược phẩm của cả nước đạt gần 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2023. Dự tính cả năm nay sẽ lên trên 4 tỷ đô la Mỹ. Tất
thị trường lớn cung cấp dược phẩm cho Việt Nam là Pháp, Mỹ, Đức, Ấn Độ. Trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Pháp đạt 366 triệu đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tính đến nay, cả nước có hơn 62.000 cơ sở bán lẻ, trên 5.000 cơ sở bán buôn thuốc, 238 nhà máy sản xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt của Tổ chức Y tế Thế giới, 17 nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU, GMP và tương đương. Động lực tăng trưởng dược phẩm bền vững đến từ yếu tố chính là chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc gia tăng, người dân ngày càng quan tâm chăm lo cho sức khỏe. Chuyển sang thông tin chính sách, Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thông tin tài khoản giao thông, cụ thể như sau. Chủ phương tiện là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Chủ phương tiện là tổ chức được thành lập, hoạt động, hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ mở tài khoản giao thông phải bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản giao thông, gồm số tài khoản giao thông, ngày mở tài khoản giao thông. Thông tin chủ tài khoản giao thông, nếu chủ tài khoản là cá nhân, họ tên, ngày tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, số định danh cá nhân, số điện thoại đăng ký, email đăng ký. Thông tin chủ tài khoản giao thông, nếu chủ tài khoản là tổ chức, tên tổ chức, quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại đăng ký, email đăng ký. Thông tin phương tiện gắn thẻ đầu cuối, biển số xe, số khung, số máy, tải trọng, số chỗ ngồi, loại xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thông tin thẻ đầu cuối, mã định danh thẻ đầu cuối, mã sản phẩm điện tử của thẻ đầu cuối, ngày, tháng, năm gắn thẻ đầu cuối. Thông tin phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, loại phương tiện thanh toán, số phương tiện thanh toán, đơn vị cung ứng phương tiện thanh toán. Tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, tại Thụy Sĩ, khóa họp lần thứ 140 của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU vừa khai mạc, tập trung vào các chủ đề về cách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể được khai thác để xây dựng tương lai hòa bình và bền vững hơn. Khóa họp lần này cũng sẽ tập trung vào các nỗ lực nhằm tối đa hóa lợi thế của các công nghệ mới nổi trong khi giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Đại hội đồng cũng hướng tới việc thông qua hiến chương mới về đạo đức khoa học và công nghệ nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý về các nguyên tắc sẽ hướng dẫn các quy trình lập nháp và ra quyết định, đảm bảo rằng những tiến bộ khoa học và công nghệ được sử dụng vì lợi ích của xã hội, môi trường và nhân loại nói chung. Liên minh châu Âu EU đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại tự do với 3 quốc gia Nam Mỹ gồm Colombia, Peru và Ecuador. Với việc loại bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, thỏa thuận trên sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, thúc đẩy dòng chảy thương mại hai chiều, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân hai bên. Thỏa thuận còn mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển bền vững, góp phần giải quyết những thách thức chung như biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Dự kiến thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 tới. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác chiến lược giữa nước này với Nga. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Đồng Quân nhấn mạnh quân đội hai nước cần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác chiến lược, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác, đồng thời không ngừng thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực này. Về phần mình, ông Belousov khẳng định hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định toàn cầu và khu vực. Hy vọng chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông sẽ giúp củng cố quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung trong lĩnh vực quốc phòng. Dự kiến trong tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nga và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Triển lãm ô tô lớn nhất châu Âu đã khai mạc tại thủ đô Paris của Pháp. Sự kiện năm nay diễn ra vào thời điểm các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang nỗ lực khẳng định vị thế trong thị trường đầy cạnh tranh hiện nay. Cụ thể, hãng Renault của Pháp cho ra mắt mẫu SUV điện nhỏ R4, phiên bản hiện đại của mẫu Renault 4 nổi tiếng từ những năm 60, cùng một chiếc Dacia Duster mới, phiên bản lớn hơn của mẫu SUV bán chạy nhất Duster. Trong khi đó, hãng Volkswagen của Đức ra mắt mẫu xe SUV VW Tayron 7 chỗ có phiên bản hai bớt nhẹ hoặc hai bớt cắm điện,
với mức giá gần 50.000 đô la Mỹ. Diễn ra 2 năm một lần, triển lãm ô tô Paris năm nay sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 10 tới. Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, có lúc có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.